anh chẳng qua chỉ là người chăm sóc cho nó thôi. Còn thực sự nó mới là của tôi. Tôi nói với cô nhé, đừng hòng chuyện này tới nhường cô. Không bao giờ có chuyện đó, đừng hòng. Anh phải nói rõ ràng với tôi. Cô tránh xa. Ê, Việt Thi, ra cứu bé Bông với chú Vượng kìa. Nhanh. Dắt vòng tay, dắt vòng tay. Tôi như hôm nay anh may mắn đó. Nhưng mà ngày mai tôi sẽ tới quán của anh, đòi lại công bằng. Dắt vòng tay. Tôi thách vậy. Thôi, bà ấy đi rồi nhá. Mình giận á, ôi trời ơi, hú hồn hú vía. Cảm ơn hai đứa nhá. Rồi không có hai đứa là chết với con mụ kia rồi. Hết cả hồn. Trời ơi, mày có được thân bái đi rồi, đừng sợ nữa nhá. Rồi, ok, giờ mình về quán nhá. Ừ nhá. Rồi, ngồi đây, có cõng nào. Dạ. Rồi, chú ạ. Ừ nhá, đi nhá, bye nhá. Bye bye. Ôi, biết nha. Bé Bông là con rơi của chú Vượng. Mà cái bà kia là mẹ ruột, muốn đòi lại bé Bông. Câu chuyện này có vẻ căng. Đúng là thâm cung bí sử, oan nghiệt, quá là oan nghiệt. Ôi, hôm nay đông vui thế nhỉ? Họp tổ dân phố à? Chú Vượng bây giờ là phải giành quyền nuôi bé Bông. Cho nên con thiết nghĩ là một cây làm chẳng nên non, cả xóm chụm lại nên hòn núi cao. Cả xóm mình nhớ đồng lòng nghe không? Mọi người ơi, cả nhà ơi, Mụ ta đến rồi. Trời ơi, này linh chị, mới nhắc là tới liền vậy. Bây giờ sao? Bảo vệ chú Dũng. Bảo vệ chú Dũng. Mau bước ra đây nói chuyện với tôi. Bảo vệ chú Dũng. Bảo vệ chú Dũng. Trời đất ơi, cái gì kêu đồng bọn tới cứu hả? Thôi, tôi đây không có sợ đâu. Nè, mau biết điều thì trả lại cho tôi. Đừng hòng nhá. Nó là con tôi, nó là máu thịt của tôi. Có chết cũng không bao giờ trả cho cô đâu. Đừng hòng. Đừng hòng nha. Được không? Rượu mời không uống, uống rượu phạt hả? Chết đó. Hàng nóng. Mọi người cẩn thận. Làm hết rồi. Bà giỡn trò gì nữa hả? Alo, 500 anh em hả? Mau tới ngay cái quán này. Bảo vệ chú Dũng. Ê, bà kia, bao nhiêu năm nay bà sống ở đâu? Bà làm cái gì? Để anh Dũng tự lo. Bây giờ bà về bà sử dụng lực cường hả? Ở đây có pháp luật nha. Đúng rồi. Chú Dũng, chú không có đơn độc đâu. Bé Bông, mọi người sẽ bảo vệ em. Cô không xứng đáng là một người vợ cũ, không xứng đáng là mẹ của bé Bông. Không xứng đáng. Xin lỗi chị nhiều lắm. Hồi nãy tôi động thủ hơi quá tay, làm chi xù đầu luôn rồi. Xin lỗi chị. Tha lỗi cho tụi tôi lần này thôi, hứa là không dám tái phạm lần nữa luôn. Hứa luôn, xin lỗi chị. Chết đó. Thì được cái giỏi lăng xăng, hóng hớt thôi. Chưa gì đã nhào vào đánh người ta. Công an mà đến á, rũ tù. Cho tôi thành thật xin lỗi chị. Tôi vô cùng xin lỗi chị. Tôi không có cố ý. Tại mấy cái người này á, chỉ là cái a dua hùa theo để xảy ra cớ sự này á. Thôi bây giờ thì chị muốn lấy lại thì tôi cũng xin trả lại cho chị. Cái mảnh đất này á là tôi thuê của chị này. Lấy giấy lên cái quán cà phê này. Nhưng mà cũng mong chị hiểu cho tôi. Tôi gắn bó với cái nơi này 7 năm nay. 7 năm qua tôi xây cái quán này, làm cho nó đẹp như thế này. Tôi coi nó như đứa con tinh thần của mình. Bây giờ bảo bỏ đi, tôi tiếc lắm, tôi đau lắm, tôi xót lắm. Nhưng mà nếu chị vẫn muốn lấy lại thì thôi, tôi đành lòng, tôi gửi lại chị. Được rồi, thì muốn thuê thêm thì cũng phải nói rõ ràng. Chứ ai kêu cứ trốn tránh, làm tôi cũng tưởng lầm. Dạ chị ơi, em xin lỗi chị. Nãy em nghe chị gọi điện thoại kêu 500 anh em tới, em sợ, em phải phủ đầu chị trước. Thì tôi gọi giá đỏ thôi chứ làm gì có ai. Ê, từ từ, mà khoan đã. Vậy là chị á, là chủ của miếng đất này. Chứ chị không phải là vợ của chú Dượng đây. Mà bé Bông cũng phải là con của hai người luôn hả? Không! Không phải! Ai nói vậy? Thì hai này nè. Ngần đầu lên. Trời đất ơi, mấy cái đứa này còn nhỏ không lo học hành đi đâu nhiều chuyện à. Ờ... thì tại vì là bé Bông ấy hả? Kêu chú Phượng là ba. Cho nên con cũng tưởng là hai cha con luôn. Ba nuôi không được à?
Dạ, dạ con xin lỗi chú, con xin lỗi cô, con xin lỗi tất cả mọi người. Tại hai tụi con muốn start up nghề thám tử á. Ôi giời ơi. Con nói cho ba biết, con nhất định sẽ thành công, không để ba khinh thường con đâu. Tôi chưa bao giờ khinh thường anh cả. Tất cả là do anh tự suy diễn thôi. Chủ quán, chủ quán ơi, chủ quán. Ủa anh Cộng? Ờ. Anh đây. Thôi hả? Đi anh. Ừ. Thôi tôi ngồi đây nha. Cho ly cà phê đá, chủ quán ơi. Ôi nhức đầu căng thẳng quá. Ôi giời, hớt hớt hại kìa. Thanh, cho chú Nguyên ly cà phê đá. Dạ. Làm cái gì mà sồn sồn lên thế? À, tại vì cái game Tưng Bừng Pháo Hoa sắp được ra mắt rồi, cho nên tôi nhức đầu, tôi căng thẳng lắm. Tưng Bừng Pháo Hoa? Ừ. Ôi, chú. Chú làm lập trình game đó hả? Đúng rồi. Tại vì tuần sau là cái game nó được ra mắt, cho nên á, bao nhiêu chuyện dồn lại chú nhức đầu ghê lắm. À đúng rồi, bên game của chú á, đang tổ chức cuộc thi tìm kiếm người hát nhạc hiệu. Không ấy, con đăng ký tham gia thử coi sao. Cái giọng ca nhạc hiệu là cái loại giọng ca gì? Là người hát nhạc game đó. Mình nghĩ là trong game có bài hát gì thì người đó hát cái bài đó. Mà đợt này á, là bên đầu tư họ tài trợ cho game lớn dữ lắm. Alo, ai đấy? Gặp Thanh à? Nó đang bận dọn quán rồi. Cái gì? Tưng bừng cái gì? Buồn chết cha ra tưng tưng cái gì? Thì hát á? Nó không thi nữa đâu. Ôi trời, thi đâu rất đấy, thi cái gì nữa mà thi. Ô, chú. Alo. Dạ dạ đúng rồi, Thanh đấy ạ. Sao ạ? Thật á? Em cảm ơn chị, em cảm ơn chị. Yeah. Chú ơi. Con vượt qua vòng sơ tuyển rồi. Sơ sơ cái gì? Ơ, chú không nhớ cuộc thi tuyển giọng ca cho game Tưng Bừng Pháo Hoa của công ty chú Nguyên à? À, con gửi bài thi đi và con được vào vòng bán kết rồi. Thế à? Thế là chú mới đây sắp được là chủ của người nổi tiếng à? Nghe lúc đầu thật ra là con không bị thi đâu, nhưng mà về sau nghĩ lại nào, lại gửi bài thi đi, cuối cùng thì cơ hội cũng đã đến rồi. Yeah, yeah. Đúng rồi, cơ hội đến là phải nắm lấy. Yes. Từ bây giờ trở đi, tập trung tất cả thời gian và sức lực cho việc tập luyện. Dạ. Việc của quán chú lo. Hay quá. Ờ, nhưng mà chú ơi. Ừ. Vòng sau con thi vòng bán kết rồi, sẽ là một thể loại rất khó. Khó à? Trân trọng giới thiệu rocker lừng danh Nam Châu Mèo Tia Chớp đến quán chúng ta ngày hôm nay. Với sự giúp đỡ của anh ấy, vòng bán kết này chắc chắn cháu sẽ thành công. Wow. Anh cho em bắt tay. Anh từ nhỏ đến giờ em rất là hâm mộ anh. Và không ngờ là hôm nay lại có ngày anh đến đây lại còn chỉ dạy cho em nữa. Em chắc chắn là sẽ tiếp thu thật là nhiệt tình ạ. Mèo. Tôi tới đây là ở đây uống cà phê, chứ đâu phải làm cố vấn gì đâu. Lâu rồi không có hát, sợ thôi làm cố vấn không được. Mèo. Cần gì, chỉ cần một mẩu kinh nghiệm của anh thôi là đủ giúp em nó vào thẳng vòng chung kết rồi. Giúp đi nhé, nhiệt tình vừa nhé. Thôi, chắc cũng có duyên, để tôi thử giọng của em nó coi. À, bây giờ em ra phía kia đứng hát thử cho anh nghe. Đó. Bắt đầu nha. Đó. 1, 2, 3, vô. Tưng bừng pháo hoa. Yeah. Tưng bừng pháo hoa cuốn xóa bầu trời. Wow. À, cũng được, nhưng mà chưa được tưng lắm. Cái giọng thì hơi mỏng, cần phải tập luyện nhiều hơn nữa. Ui giời, đúng là nhận xét của siêu rocker của Khác. Thật là vi diệu, nói câu nào chuẩn câu đấy. Nhưng mà chú ơi, con vẫn cảm giác là mình sợ đám đông. Sợ là sợ thế nào? Căng lắm, căng lắm, căng lắm, căng lắm, căng lắm.